Tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngay sau thông báo của Nga rằng Moscow sẽ rút khỏi trạm vũ trụ quốc tế ISS sau năm 2024, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng lấy làm tiếc về thông tin này. Đây không phải là lần đầu tiên Nga đe dọa rời khỏi ISS trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu lên Moscow về chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine. Tuy nhiên, những tuyên bố gần đây từ phía Nga cho thấy ý định rõ ràng hơn và nhất là khi có sự chấp thuận từ Tổng thống Putin. Việc Nga rút khỏi trạm vũ trụ quốc tế ISS được cho là một đòn giáng mạnh vào tổ chức này, một mô hình hợp tác quốc tế trong nhiều thập niên, nhất là khi cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và các đối tác kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của ISS tới năm 2030. Chúng tôi rất ngạc nhiên về việc Nga công bố sẽ rời khỏi ISS. Đó là một diễn biến đáng tiếc do một công trình khoa học quan trọng đang được thực hiện tại ISS. Đây là sự hợp tác chuyên môn quý giá mà các cơ quan vũ trụ của chúng tôi có được trong những năm qua, đặc biệt theo thỏa thuận mới của chúng tôi về hợp tác bay vào vũ trụ. Trong khi đó, cùng ngày, điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, nước này đang tìm kiếm các phương án để giảm thiểu các tác động tiềm tàng đối với ISS sau khi Nga rút khỏi. Các tuyên bố trên của giới chức Mỹ được đưa ra sau khi cùng ngày, Tổng giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, Nga đã quyết định rút khỏi ISS sau năm 2024. Lãnh đạo Roscosmos cho biết, đến thời điểm này, Nga sẽ tiến hành kế hoạch xây dựng một trạm quỹ đạo của mình, và đây là ưu tiên của Moscow trong chương trình vũ trụ không gian. Trong thời gian qua, quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây gia tăng căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine với nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Được biết, lĩnh vực không gian vũ trụ đang gặp nhiều thách thức và Nga sẽ tìm cách củng cố lĩnh vực này, trước hết là cung cấp cho nền kinh tế Nga các dịch vụ không gian cần thiết như điều hướng, thông tin liên lạc và truyền dẫn dữ liệu cùng nhiều mục đích khác. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU đã nhất trí được kế hoạch giảm tiêu thụ khí đốt 15% với một số nước ngoại lệ như Cyprus, Malta, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, một ngày trước khi Nga bắt đầu cắt bớt khí đốt cho châu Âu. Quyết định của nước Nga khi giảm cung khí đốt từ 40 cho đến 20% công suất đường ống phương Bắc có thể đã thúc đẩy cuộc họp tại Brussels trở nên đồng thuận nhanh chóng hơn. Theo Hội đồng Bộ trưởng EU, mục đích của việc giảm tiêu thụ khí đốt là nhằm tiết kiệm cho mùa đông sắp tới trong trường hợp nguồn cung từ Nga bị gián đoạn. Theo thỏa thuận, các nước sẽ cắt giảm tiêu thụ trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Thỏa thuận cũng được điều chỉnh theo tình hình cụ thể tại mỗi nước với một số ngoại lệ, dựa theo nguồn cung hiện tại hoặc mạng lưới đường ống chia sẻ khí đốt. Theo đó, các quốc gia Ireland, Cyprus, Malta và các nước có mạng lưới nguồn cung liên kết hạn chế như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha sẽ được ngoại lệ. Kế hoạch giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ đã gây ra nhiều tranh cãi và bất đồng giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu. Tất cả các nước đều nhất trí về hỗ trợ lẫn nhau, không nước nào phản đối tiết kiệm khí đốt. Tuy nhiên, có hai chi tiết làm cho nhiều nước không đồng ý. Thứ nhất là Ủy ban châu Âu đề xuất tiết kiệm 15%, nhưng mức độ lệ thuộc vào khí đốt của mỗi nước lại khác nhau. Lệ thuộc nhiều thì rất khó để cắt giảm được như vậy. Thứ hai, Ủy ban châu Âu muốn trong trường hợp khan hiếm thì tiết kiệm không còn là tự nguyện mà là bắt buộc. Hiện chỉ có Hungary là quốc gia duy nhất phản đối kế hoạch này. Trong khi đó, Ukraine đã cáo buộc Nga đang tiến hành chiến tranh khí đốt với châu Âu và cắt nguồn cung để gây ra nỗi hoảng sợ cho người dân. Tống tiền châu Âu bằng khí đốt, hành vi vốn ngày càng tồi tệ hơn trong những tháng qua, là những gì mà Nga đang thực hiện để khiến cuộc sống của người dân châu Âu khốn đốn hơn. Trước khi leo thang căng thẳng liên quan đến xung đột ở Ukraine, Nga cung cấp khoảng 40% khí đốt tiêu thụ tại EU. Hồi tháng 6 năm 2022, Moscow đã giảm lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 xuống còn 40% với lý do một tua bin được sửa chữa ở Canada chưa được đưa trở lại Nga. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, tập đoàn Gazprom của Nga lại tiếp tục thông báo cắt giảm lượng khí đốt chuyển qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 xuống chỉ còn 20% với lý do là phải sửa chữa một tua bin khác. Các nước châu Âu hiện đang gấp rút tìm kiếm các nguồn thay thế để chuẩn bị cho mùa đông năm nay. Bộ trưởng Kinh tế Đức thừa nhận việc nước này phụ thuộc vào khí đốt của Nga là một sai lầm chiến lược và chính phủ đang nỗ lực khắc phục điều này. Thưa quý vị, báo cáo của Ủy ban châu Âu EC cho biết có đến gần 46% lãnh thổ của Liên minh châu Âu đang thiếu nước do hạn hán và khoảng 11% lãnh thổ khác cũng đã nâng lên mức báo động. Tình hình không chỉ đặc biệt đáng lo ngại ở Pháp, Romania, miền Tây của nước Đức mà còn ở Italia, Hy Lạp và bán đảo Iberia. Hiện tượng này kết hợp với những đợt nắng nóng kéo dài đang gây ra nhiều hệ quả.
Ngoài việc phải trải qua những đợt nắng nóng kéo dài, châu Âu đang đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng. Đợt hạn hán này bắt đầu từ đầu năm và có liên quan đến việc lượng mưa giảm mạnh. Cụ thể là từ tháng 9 năm 2021 cho đến tháng 4 năm 2022, lượng mưa thấp hơn 19% so với mức trung bình ở các vùng lãnh thổ ở mức cảnh báo và 22% ở các vùng lãnh thổ trong tình trạng báo động. Tình trạng hạn hán trở nên trầm trọng thêm do các đợt nắng nóng mạnh đặc biệt đến sớm ở lục địa này vào mùa hè năm nay. Theo các chuyên gia, tình hình chưa có tín hiệu khả quan, thậm chí đang ngày càng tồi tệ hơn. Do thiếu nước, hầu hết các loại đất ở châu Âu có biểu hiện bất thường về độ ẩm. Nông nghiệp và thủy điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán. Báo cáo kết luận rằng giải pháp duy nhất để khắc phục vấn nạn này là ngăn cản hiện tượng nóng lên toàn cầu, vốn đang làm thay đổi chu trình vận hành nước của hành tinh. Chủng BA.5 của Omicron ước tính chiếm đến 81,9% số ca mắc biến thể COVID-19 ở Mỹ. Đây là thông tin mới nhất do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đưa ra. Con số này cao hơn đáng kể tỷ lệ 75,9% được ước tính trong tuần trước đó. Theo dữ liệu, chủng phụ BA.4 của Omicron ước tính chiếm 12,9% số ca nhiễm các biến thể đang lưu hành ở Mỹ. Ngoài ra, thì các cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã yêu cầu các nhà sản xuất vaccine nhắm mục tiêu vào hai biến thể phụ đang chiếm ưu thế để có mũi vaccine tăng cường tiềm năng chống lại các chủng phụ này vào mùa thu. Trong bối cảnh số trường hợp nhiễm tăng đột biến, ngành y tế Mỹ đang kêu gọi những người từ 50 tuổi trở lên đi tiêm nhắc lại, khẳng định nhóm đối tượng trên vẫn được tiêm các mũi tăng cường khác được bào chế để chống lại các biến thể phụ của Omicron. Trong khi đó, theo các báo cáo mới nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đang mắc COVID-19 có khả năng bị nhiễm biến thể phụ BA.5 của Omicron rất dễ lây lan. Kết quả giải trình tự gen sơ bộ của chúng tôi đã có, theo là tác nhân gây bệnh của Tổng thống rất có thể là biến thể BA.5. Đây là biến thể của virus SARS-CoV-2 gây ra 75-80% số ca nhiễm ở Mỹ vào thời điểm này. Các bác sĩ Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Biden hiện đang hồi phục sau khi mắc COVID-19 và đang cải thiện tình hình bệnh sau khi điều trị bằng thuốc kháng virus. Thưa quý vị, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Hans Klug cho biết châu Âu chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong khi đã có khoảng 12.000 trường hợp nghi mắc hoặc đã mắc bệnh này kể từ giữa tháng 5 năm nay cho đến ngày 22 tháng 7. Theo ông Hans Klug, các trường hợp nghi mắc hoặc đã được xác nhận mắc bệnh này chủ yếu là nam giới, quan hệ tình dục đồng giới, trong đó 8% phải nhập viện. Các quan chức y tế cũng lưu ý số lượng phụ nữ và trẻ em mắc bệnh này đang tăng lên, tuy nhiên vẫn ở mức ít nhất. Trước đó, hôm 23 tháng 7, WHO tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm và cho biết cho đến nay đã có hơn 16.000 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận ở 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khi trong tuần này nhiệt độ đạt đến ngưỡng 40 độ C. Một số người dân đã làm đủ mọi biện pháp để hạ nhiệt. Từ việc dùng quạt cầm tay cho đến sử dụng khăn ướt hay đá lạnh, tuy nhiên là trừ việc sử dụng điều hòa. Món thiết bị gia dụng này tưởng chừng như đã trở thành thứ không thể thiếu của người dân trên khắp thế giới, tuy nhiên với người dân châu Âu thì không, và có rất nhiều lý do đằng sau thói quen này. Theo ước tính, ở châu Âu chỉ 20% căn hộ có lắp điều hòa không khí. Riêng tại Vương quốc Anh, nơi tuần trước ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, tỷ lệ là dưới 5%. Con số này ở Đức thậm chí còn thấp hơn, chỉ đạt khoảng 3%. Những chỉ số này chênh lệch đáng kể so với mức 90% tại Mỹ. Một trong những lý do chính của vấn đề này chính là hiệu suất chi phí thấp. Nhiều quốc gia ở châu Âu nằm trên vĩ độ 40 độ Vĩ Bắc, do đó trước đây, ngay cả vào mùa hè, mức nhiệt độ hiếm khi vượt quá 30 độ C. Tại Anh, nhà cửa được thiết kế với tư duy không cần nghĩ đến cách đối phó với nắng nóng mùa hè, mà chú trọng đến yếu tố sưởi ấm vào mùa đông nhiều hơn. Bên cạnh đó, lắp điều hòa cũng đòi hỏi chi phí cao và lắp đặt rắc rối, chưa kể là tốn kém điện năng. Chẳng hạn như tại Pháp, việc lắp điều hòa cần thông qua một công ty hoặc đơn vị chuyên nghiệp, thợ lắp điều hòa cũng cần có chứng chỉ nghiệp vụ. Chi phí mua máy, phí lắp đặt, phí sửa chữa, tất cả mọi thứ cộng lại có thể lên tới 2.500 euro. Con số này cao hơn mức lương tối thiểu ở Pháp chỉ là 1.200 euro.